Nói vậy. Nói giao đi ông, giao với chú ơi. Xin được cảm ơn ông Ngô Khắc Thiên Tâm và xin được cảm ơn các cô chú đại diện. Thank you.
Đơn ca tài tử được thành lập xã Hòa An. Được trình bày tiếp theo bản ca dòng sông quê em do Ngọc Tiết trình bày. Dòng sông quê em, câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Hòa An. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.